chủ trương bắt khế xóa đế chế tư sâu là của ai và của phe cánh chính trị nào trong đảng. Nhiều tháng qua, kể cả thời điểm bước sang năm 2024, mạng xã hội đã râm ran tin đồn Nguyễn Công Khế, cựu tổng biên tập báo Thanh Niên, sắp bị bắt. Trước đó, thông tin cho biết ông Khế đã nhiều lần bị công an thành phố Hồ Chí Minh triệu tập và ông đã bị cấm xuất cảnh. Đầu năm 2024, trang Facebook của Nguyễn Công Khế vẫn gửi lời chúc mừng năm mới tới bạn bè gần xa, coi như tin đồn vẫn là tin đồn và cũng như một sự thách thức dư luận. Nhưng Nguyễn Công Khế đã không thể tránh sao cho khỏi nắng. Chiều ngày 16 tháng 1, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin Công an An ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với hai nguyên tổng biên tập báo Thanh Niên, ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông. Lý do bắt liên quan đến việc thực hiện dự án tại khu đất số 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4 từ những năm 2008. Bắt tạm giam ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 16 tháng 1 đưa tin bắt tạm giam ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông. Bản tin cho biết vào ngày 16 tháng 1, Trung tướng Tuân Sô cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tin này đã khiến công luận vỡ òa, đặc biệt giới Việt Nam vui mừng không kém tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mắc bạo bệnh như tin đồn trước đó. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra là tại sao sự việc đã xảy ra hơn 15 năm, đến nay bây giờ mới xử lý? Và đây có thực sự là thực thi công lý hay chỉ là cuộc chiến phe phái trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam? Truyền thông nhà nước cho biết, theo các cáo buộc của Công an thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 10 tháng 1 năm 2008, báo Thanh Niên được cho là đã có chủ trương mua chỉ định khu đất kể trên của nhà máy thuốc lá Vĩnh Hội để xây trụ sở tòa soạn báo Thanh Niên. Khi đó, ông Nguyễn Công Khế là tổng biên tập đã ký hợp đồng hợp tác giữa công ty truyền thông Thanh Niên và công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Vinpearl của tỷ phú Phạm Nhật Vượng để thành lập công ty cổ phần bất động sản Thanh Niên. Báo Thanh Niên góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng khu đất 151-155 Bến Vân Đồn. Đáng chú ý là có sự góp mặt của Vinpearl, một chủ sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, đã góp phần hô biến khu đất này từ đất công sản thuộc sở hữu nhà nước biến thành đất tư thuộc sở hữu của tư nhân, khiến nhà nước mất nhiều nghìn tỷ đồng. Đó là lý do ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông bị cáo buộc gây thất thoát tài sản của nhà nước. Nguyễn Công Khế, áo đen, và cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Lâu nay vẫn có những đồn đoán rằng Nguyễn Công Khế, Huy Đức v.v. đều là đàn em thân tín của cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tức Tư Sang. Giới thạo tin tiết lộ Nguyễn Công Khế có quan hệ mật thiết với ít nhất 4 đời chủ tịch nước, từ Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc và kể cả đương kim chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Theo đó, những chủ tịch nước này đều qua lại gắn bó thân tình với Khế và hiếm khi có một nhân vật nào mà có quan hệ với 4 đời chủ tịch nước như vậy. Theo giới phân tích, việc bắt giam ông Nguyễn Công Khế được coi là sự kết thúc đế chế chính trị của cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đế chế này dùng quyền lực thứ tư để thao túng và lũng đoạn nhà nước trong hàng chục năm qua. Theo đó, khi muốn đánh một ai đó, chưa cần cơ quan điều tra cung cấp thông tin, thì trên mạng đã xuất hiện nhiều tài liệu về những mảnh đất vàng, các dự án bất động sản có liên quan đến đối tượng bị đánh. Điều này được cho là có sự can thiệp của ông Trương Tấn Sang. Việc thao túng và lũng đoạn nhà nước bằng quyền lực thứ tư được coi là hành vi cấu kết của một nhóm lợi ích, chứ không thể một cá nhân đơn phương độc mã mà có thể thực hiện cho được. Chắc chắn phải có sự che chắn của nhiều lãnh đạo cấp cao khác và các nhóm lợi ích khác nữa. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Nguyễn Công Khế bị số đông đánh giá là kẻ khó ưa, và đó cũng là lý do một số rất đông người, đặc biệt là giới báo chí Việt Nam đã mong mỏi ngày ông Khế bị vào lò. Được biết, khi ông Khế còn có quyền hành, nhiều người cảm thấy lo sợ ông, nhưng trong tâm cam thì họ căm ông Khế đến tận xương tủy. Trở lại câu hỏi, vì sao dự án cao ốc 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4 đã có từ những năm 2008, cách đây hơn 15 năm, nhưng đến bây giờ mới lôi ra để xét xử? Phải chăng phía sau có điều gì mờ ám đây? Câu trả lời được cho là các cựu lãnh đạo từng một thời chống lưng cho Nguyễn Công Khế như Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc đến nay đã hết vai trò. Còn đương kim Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thì vẫn chưa đủ lông, đủ cánh. Trong tất cả các cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, bên thắng cuộc sẽ tịch thu chiến lợi phẩm để chia chác. Và đây là thời điểm thích hợp nhất để tống Nguyễn Công Khế vào tù, đồng thời xóa sổ đế chế quyền lực của cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Vì thế, mạng xã hội mới xuất hiện và lan truyền slogan rằng bắt khế, xóa đế chế từ sầu. Điều đó cho thấy ý đồ của cá nhân và phe cánh đang bao trùm và thống trị quyền lực trong nội bộ của Đảng hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin chủ trương bắt khế, xóa đế chế từ sâu là của ai và của phe cánh chính trị nào trong Đảng. Vì sao thương Tổng Trọng như kiểu Huệ Vương thì bằng 10 hại nhau? Trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến nay, các lãnh tụ nổi bật có thể kể đến các ông như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn và Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đánh giá là người đứng đầu chuyên quyền nhất, độc đoán nhất và còn là những người nắm quyền lực thực chất cao nhất, tuyệt đối nhất, thậm chí còn hơn cả ông Hồ Chí Minh và ông Lê Duẩn. Thời ông Hồ Chí Minh nắm quyền lực, những người cộng sản dù không ưa nhau nhưng vẫn duy trì được tinh thần đồng chí, đồng đội. Ví dụ quan hệ giữa ông Lê Duẩn với ông Võ Nguyên Giáp. Điều này dưới thời ông Trọng làm Tổng Bí thư thì hầu như không tồn tại. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa 15. Những năm gần đây trong quan hệ quốc tế, quyền lực của Tổng Trọng đã tỏ ra bao trùm rõ nét trong nền chính trị tại Việt Nam. Nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ, một cựu thù của Hà Nội cũng đã thừa nhận vai trò của ông Trọng như một người đứng đầu chính quyền ở Việt Nam. Chuyến thăm Hà Nội của ông Tổng thống Biden vào trung tuần tháng 9 năm 2023 theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và được ông Nguyễn Phú Trọng tiếp đón trọng thị tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng là một minh chứng cho điều đó. Đại hội Đảng khóa 12 năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động một chiến dịch chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối cứng rắn. Cựu ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ông Đinh Gia Thăng đã bị xử lý đầu tiên. Điều đó khiến người dân ca ngợi và gọi ông Trọng là người đốt lò vĩ đại. Trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn tỏ rõ là vai trò lãnh đạo tối cao. Đó là lý do vì sao sự vắng mặt bất thường của ông Trọng trong những ngày gần đây lại được người dân và cả truyền thông trong cũng như ngoài nước quan tâm và tham gia đưa tin. Chỉ có duy nhất truyền thông do nhà nước Việt Nam quản lý thì tuyệt đối im lặng. Những ngày vừa qua, tin tức về sức khỏe của Tổng Trọng đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trong các quán cà phê, quán nhậu. Đâu đâu cũng thấy người ta bàn tán về chuyện này. Những câu hỏi rằng, thằng Lú đã chết chưa? Bao giờ mới công khai cho dân biết? Hay, ai là người kế vị Tổng Bí thư? Nhưng rõ ràng, không một ai có câu trả lời chính xác cả. Công luận cho rằng khi giới chức nhà nước vô trách nhiệm bỏ qua sự quan tâm của dân chúng về sức khỏe lãnh đạo như những ngày vừa qua thì mới có chuyện dậy sóng tin đồn. Đáng chú ý là nhiều bàn luận châm biếm, hài hước và đa phần là nguyền rủa cũng như sự hoan hỉ của số đông người dân. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Việc dân chúng biểu thị sự mừng vui về cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng nói riêng hay của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nói chung là điều khá bất thường. Điều đó cho thấy dân chúng Việt Nam đã quá ngao ngán và căm phẫn và sự bất chính của giới lãnh đạo hiện nay. Nhưng người dân không thể làm gì hơn ngoài sự im lặng và vũ khí duy nhất của họ trong thời điểm hiện tại chính là sự hả hê, vui mừng mỗi khi có thông tin một quan chức cấp cao nào đó qua đời. Với người dân, càng nhiều quan chức chết càng tốt, chức vụ càng lớn thì lại càng vui. Trong bối cảnh thái độ phản ứng của dân chúng như kể trên, vậy mà lại có những luồng dư luận cho rằng các thế lực chính trị trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam chủ động tung tin về sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, họ cũng bóp méo thông tin để phục vụ cho cuộc chiến quyền lực trong nội bộ của Đảng. Sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng ngày 15 tháng 1 năm 2023 đã bất ngờ xuất hiện tại hội trường Quốc hội với thể trạng yếu ớt vài chục phút, chỉ để theo hãng Reuters chia sẻ là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh rồi mau chóng rời hội trường trong phiên khai mạc. Ngay sau bài phát biểu khai mạc của Vương Đình Huệ, ông Nguyễn Phú Trọng đã được các trợ lý cận vệ dìu ra khỏi hội trường, nghị trường Quốc hội của Việt Nam. Vậy thưa hỏi, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam bày vẽ ra chuyện thể chế để làm gì? Và ai sẽ được hưởng lợi trong vụ việc này? Và những lợi ích đó có bù lại những điều tai tiếng khi dân chúng lên tiếng dè biểu hay chửi rủa đối với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian vừa qua hay không? Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là nhân vật chính trong vai trò vẽ ra chuyện sức khỏe của Tổng Bí thư. Xin đừng quên Tổng Trọng là người đang nỗ lực bằng mọi cách để bế cho được ông Huệ lên chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Ông Trọng đã, đang và sẽ là ân nhân của ông Huệ. Vậy mà ông Vương Đình Huệ còn nỡ sử dụng Tổng Bí thư như một công cụ để phang đối thủ của cá nhân ông,
cũng như phe Nghệ An thì thử hỏi ai dám đặt lòng tin vào người như thế. Người Việt Nam thường bình luận về những chuyện như vậy bằng câu ví von thương nhau như thế, bằng 10 hại nhau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao thương Tổng Trọng như kiểu Huệ Vương thì bằng 10 hại nhau vậy. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.